Thế thế nào được? Họ họ họ. Ấy ừ. Ấy ừ. Nhảy no chứ. Chân chân cái thật tỏ nghe thoát đó. Rồi ai bảo đến đây mới trượt đâu à, thế ga là mình chạy xuống rồi vượt đầy luôn vạng lên trường ơi. Ấy phóng lên hết cớ đi hết ga đi. Nhung mười nó khó chấm kìa. Nhung mười chẳng nhung mười hay bám luôn trượt đây mà phạt tôi sẽ biển đi anh đáp à. Ấy đi bàn sở chấm phạt ra cũ bốc rồi. Thế thế nào được? Họ họ họ. Không phải dễ đâu. Hôm qua xem đã thấy rồi sao ông này nó chở hai bao ngô. Xuống nhưng mà cũng phải lên mới chở xuống được chứ. Nếu mà không chở bao phân chắc lên được. Nhưng mà trên này còn dốc nữa. Mấy ông Nhung người mạnh mồm thế. Em Nhung người. Nhưng mà nó bốc đầu á, đi. Bây giờ. Chúng ta đi trồng ngô nhé. Sương mù thế à? Sương mù nặng. Nhìn như là đang ở trên thiên đình rồi. Ôi không nhìn thấy thằng An rồi. Chả. Hết. Mai Thị cũng đến á. Mai Thị trưởng thịt nở hôm nay đi cấy nhà ngoại. Đó, từng người đang lên giấy trồng ngô này. Quá là đẳng cấp luôn. Ngồi trên tít mày mù này. À, bây giờ là 5:30. Đấy, bà con đã lên nương rồi. Ở thành phố người ta đang chìm trong giấc ngủ mà. Ghê chưa? Đó là hú hú thầy kể. Wow. Zoom cái coi. Nè. Quán tay đồng lọc với nhau mà thì cái này nên đi hai á. Trời ơi, quên tám phong cả tâm nha. Chị Phương với dàn hai dìm nữa nè ha. Ui, bên kia còn một nương kìa. Nương kia chắc phải được 10 túi. Đấy. Nông dân định thượng đào cuộn hố này mạnh khỏe như trâu. Nhà bán thuốc nam một người khỏe hai người vui nên khỏe lắm. Đấy.
Sau 30 phút thì cả một đám nhân lực hùng hậu cũng đã trồng xong một bãi này. Quá đẳng cấp. Nhiều vô biên luôn. Bây giờ vẫn còn một cái này, đi xuống trồng nốt xong uống bia. Mày piêu à? Đấy, nhìn đâu cũng thấy nương ngô này. Đây kia một cái này, đây kia một cái này. Đấy, rất là nhiều luôn. Mặt trời đang sắp lên rồi, mặt trời lên rồi. Mới lại bắt đầu làm một cái mới này. Bạn này thì nắng cháy ra rồi. Đây, nương ngô này, có cả cam, cả quýt này.